chương 1, ba cậu thám tử trẻ. Nghe chọn bộ tại mê audio com. Bob Andy để chiếc xe đạp trước bậc thềm và bước vào nhà. Chương 2, một cuộc gặp nhiều hậu quả. Nghe chọn bộ tại mê audio com. Rất sớm trước giờ chiếc Rolls đến thiên đường buôn bán đồ cổ Peter và Hannibal đã đứng trước cổng chính. Hai cậu mặc bộ đồ ngày chủ nhật, áo sơ mi trắng, cà vạt, trải đầu cẩn thận hai cậu thật sự sáng loáng. Tuy nhiên, khi chiếc ô tô dừng lại sát bên cạnh ánh chói lọi của chiếc xe làm phai mờ đi ánh chói lọi của hai cậu. Đó là một chiếc Rolls Royce kiểu xưa, có đèn pha to đùng như cặp trống, capo dài vô tận, thân xe hình trống cái. Nhưng trên thùng xe đen bóng như chiếc gương, óng ánh những bộ phụ tùng sang trọng mà tất cả, kể cả thanh bảo hiểm đều mạ vàng thế này peter khâm phục nói khẽ là xe dành cho người trăm tuổi tỷ phú hoặc cho tỷ phú trăm tuổi xe râu là xe đắt tiền nhất được sản xuất hàng loạt trên khắp thế giới hannibal nói rõ chiếc này trước kia là của một tù trưởng ả rập thích xa hoa bây giờ thì xe được dùng chủ yếu để quảng cáo tài xế nhảy phóc ra khỏi chỗ ngồi đó là một người cao lớn gầy nhưng khỏe mạnh có gương mặt dài với nét mặt nhu nhược tay cầm mũ kết, ông nói với Hannibal John, có lẽ cậu là ông Hannibal ông ta nói. Tôi là Warrington, tài xế. Ơ ờ, ơ, dạ cháu hân hạnh được làm quen với chú, thưa ông Warrington. Chú cứ gọi cháu là Hannibal. Chú tài ra vẻ thấy trướng tai, trái lại, tôi buộc phải xin phép cậu chỉ gọi tôi là Warrington. Thông lệ là thế. Phía tôi, tôi phải nói chuyện với những người chủ hết sức kính trọng. Đó cũng là thông lệ, bởi vì có thể nói rằng cậu hiện là ông chủ của tôi. "Thôi, thôi, được rồi Warrington ạ," à Hannibal nói. "Nếu là thông lệ thì cứ làm thế, cảm ơn cậu. Chiếc xe và chính tôi sẽ thuộc quyền sử dụng của cậu trong vòng 30 ngày, 30 ngày 24 tiếng." "Thể lệ cuộc thi quy định thế, tất nhiên, thưa cậu Warrington vừa nói vừa mở cửa sau. Xin mời cậu lên xe, cảm ơn Warrington." nhưng chú biết không, cháu và bạn cháu có thể tự mình mở cửa lấy. Nếu cậu không phiền, tôi thích không để mất thói quen, cháu nghĩ, Hannibal nói tiếp, chú sẽ thấy bọn cháu không trịnh trọng như những người mà chú đã chở trước đây. Và có thể, có những ngày bọn cháu yêu cầu chú trở đến những nơi kỳ cục. Đây là lời giải thích. Hannibal chia cho chú tài một danh thiếp làm việc. Warrington chăm chú đọc, tôi hiểu, chú tài tuyên bố tôi có thể mạn phép nói thêm là tôi rất lấy làm thích được chở những người trẻ tuổi và có tính phiêu lưu phần lớn khách hàng của tôi không đáp ứng những đặc điểm ấy bây giờ thì tôi phải chờ cậu đi đâu peter và hannibal nhìn nhau rõ ràng hai cậu thích chú tài này đến trường quay phim world ở hollywood hannibal trả lời cháu muốn gặp ông hickcock cháu cháu đã điện thoại cho ông ấy hôm qua được thưa cậu hannibal Tôi xin nói thêm là xe này có điện thoại và tủ lạnh có thức uống, cả hai để cậu dùng, cảm ơn, Hannibal nói rất trang nghiêm. Cậu mở cái túi nhỏ phía bên phải và lấy chiếc máy điện thoại mạ vàng ra. Không có mặt quay số, chỉ có một nút, ta bấm nút rồi xin tổng đài, Hannibal giải thích cho Peter. Nhưng bây giờ thì e rằng ta không có số để gọi cậu nuối tiếc bỏ máy điện thoại lại vào chỗ cũ và ngã lưng vào ghế nệm ra. Ba ban ơi, Peter nói khẽ, cậu biết rất rõ là các trường quay phim đầu có tường bao quanh, tường thì có cổng sắt, cổng sắt thì có bảo vệ, còn bảo vệ thì có một nhiệm vụ. Không để những kẻ như bọn mình vào, mình đã nghĩ ra một chiến thuật, Hannibal đáp. Hy vọng chiến thuật sẽ có hiệu quả. Chương 3, Lâu Đài Kinh Hoàng, nghe chọn bộ tại mê audio com Sắp hết buổi chiều khi Bob Andy bị thủng lốp xe dọc đường, bước vào hiệu buôn đồ cũ của ông bà John qua cửa xanh số 1. Từ xưởng, cậu nghe bà John đang ra lệnh cho Han và Conrad, hai nhân viên của chồng bà. Còn Hannibal và Peter thì không thấy đâu cả. Bob không chờ đợi gì khác. Cậu đi qua phía sau máy in và kéo mở khúc lưới cũ dường như chỉ tựa vào bàn thợ. Phía sau lưới, miệng của một ống tráng kẽm rộng lớn xuất hiện bốp ngồi xuống, kéo khúc lưới lại cho kín, rồi bò vào ống nhanh nhất với cái dụng cụ chỉnh hình ở chân. Khi cậu đến cuối, đường hầm số 2, cậu đẩy một tấm gỗ, nó mở ra ngại, cố gắng thêm một tí, bốp vào được bộ chỉ huy. Bộ chỉ huy là một chiếc xe lán bị tai nạn mà ông John đã mua năm ngoái. Ông không bán lại được vì khung gầm quá hư hỏng, và bỏ cho cháu ông làm văn phòng trong vòng 12 tháng, Hannibal cùng hai bạn, có Han và Conrad giúp đỡ, đã chất quanh xe lán nhiều mảnh vụn đủ loại đến nỗi bây giờ xe lán được giấu kín hoàn toàn. Dường như ông John đã quên mất xe lán, không còn nhớ là có nó. Và chỉ có ba cậu biết là xe lán được trang bị phòng rửa hình và nhiều lối vào bí mật. Khi bốp chui ra khỏi ống, Hannibal đang chễm trệ trên một chiếc ghế bành khập khiễng. Peter Granth đang ngồi ở một góc bàn cậu đến trễ hannibal nói mình bị xì lốp cán đinh to khi ra khỏi thư viện bob giải thích cậu có thông tin về lâu đài kinh hoàng không có nhiều hơn là cần thiết lâu đài kinh hoàng hả mình không thích cái tên này peter nhận xét mà cậu còn chưa biết gì hết Bốp la lên cậu tưởng tượng xem có một gia đình năm người đã cậu hãy bắt đầu từ đầu đi hannibal ngắt lời được, bốp đồng ý và mở một phong bì lớn chứa đầy phiếu mà cậu đã mang về. Trước hết, mình phải báo với các cậu. Skinny Norris đã rình mò theo mình cả buổi sáng, hy vọng cậu không nói gì với hắn cả. Peter nói, Skinny lúc nào cũng xen vào những chuyện không liên quan đến hắn, tất nhiên mình không nói gì với hắn. Nhưng lúc nào hắn cũng quanh quẩn bên mình hắn bắt đầu hỏi mình xem hannibal định làm gì với chiếc xe thường skinny hannibal giải thích muốn hắn là đứa duy nhất trong trường được đi ô tô nhưng nếu không phải bố cậu ấy ở một bang nơi bằng lái xe được cấp sớm hơn ở california thì hắn cũng như bọn mình thôi trong khi mình lục tìm báo và tạp chí bob nói tiếp skinny không ngừng canh chừng mình mình không để cho hắn xem mình đọc cái gì nhưng mà nhưng mà gì cậu biết không tấm danh thiếp trên đó cậu ghi lâu đài kinh hoàng ấy chắc là cậu bỏ trên bàn khi cậu đi lục lạo trong hộp phiếu rồi lúc về cậu không thấy nó đâu nữa phải không ba ban à sao cậu đoán ra dược suy luận logic thám tử trưởng nói chuyện xảy ra đúng y như vậy rồi khi skinny norris ra khỏi thư viện hắn có vẻ rất tự hào về hắn nhưng mình không nhìn thấy hắn lấy danh thiếp mà ta không thể quan tâm đến mọi skinny trên thế gian hannibal tuyên bố ta có một vụ hệ trọng cần xử lý cậu hãy kể cậu tìm thấy những gì bố pratt những phiếu cậu đã viết ra khỏi phong bì đây lâu đài kinh hoàng nằm trong một vực hẻm gọi là vực hẻm đen và nằm xa hollywood một ít Lâu đài do một diễn viên Stephen Terrio xây. Trước kia là ngôi sao thời điện ảnh câm. Stephen Terrio thường đóng các bộ phim kinh dị có ma cà rồng và ma chó sói. Ông đã tự xây cho mình một lâu đài theo kiểu phim mình đóng và cho vào đó những bộ áo giáp cũ quách, ai cậu, vv. Hứa hẹn quá há. Hannibal nói, hứa hẹn phải, nhưng hứa hẹn cái gì? Peter cầu nhau còn cái ông stephen Terry ấy ông biến đi đâu mình sắp nói tới đây khi điện ảnh có lời được phát minh người ta phát hiện rằng người có triệu bộ mặt đó là bí danh của Terry có giọng kim hết sức tức cười và ông nói đớt mình tưởng tượng được hiệu quả như thế nào peter nói ma cà rồng mà nói đớt chắc là khán dỉ bò lăn ra cười đúng khi ấy Terin không tiếp tục làm phim được nữa Ông đã đuổi hết gia nhân đi và đuổi cả bạn thân nhất, đồng thời cũng làm ông bầu cho Terry, một người nào đó tên là Jonathan Rex. Rồi ông ngưng không trả lời thư từ và điện thoại nữa. Ông tự nhốt mình vào lâu đài cùng với các xác ướp của mình. Và thế là mọi người bắt đầu quên lãng ông, ngày hôm đó, người ta tìm thấy một chiếc xe bị tai nạn ở 50 km ở phía bắc Hollywood. Xe bị rớt từ đỉnh vách đá gần như xuống biển, có liên quan gì đến Stephen Terrio? Peter hỏi, xe là của ông ấy. Đúng ra người ta không tìm thấy xác ông ấy, nhưng không có gì lạ cả. Xác đã bị biển cuốn đi lúc thủy triều lớn, ý cậu nói Terrio đã tự tử hả? Lúc đầu, người ta không chắc chắn. Khi ấy cảnh sát đến lâu đài. Cổng mở, nhà trống không. Trên bàn thư viện có bức thư thư viết thế này. Bob xem lại ghi chép thế giới sẽ không còn gặp lại tôi còn sống nhưng linh hồn của tôi sẽ không ngừng ám ảnh nơi này lâu đài này sẽ mãi mãi bị nguyền rủa ký tên stephen terry peter huyết sáo dài mình biết được càng nhiều về cái nhà tồi tàn cũ kỹ ấy mình càng không muốn bận tâm đến nó peter nhận xét mình thì mình thấy càng lúc càng thú vị hannibal đáp bob tiếp tục đi toàn bộ ngôi nhà bị lục soát nhưng không tìm thấy vết tích terry sau đó người ta mới biết là nhà đã bị cầm cố nghĩa là nhà là vật đảm bảo đối với một ngân hàng đã cho Teril vay tiền vì Teril không trả nợ được ngân hàng có thể lấy lâu đài và tất cả những đồ đạc chứa trong nhà thế là ngân hàng cho người đến lấy bàn ghế đi nhưng các công nhân lại nhanh chóng bị một mối kinh hoàng chiếm lấy và không chịu kết thúc công việc dường như họ có nghe và thấy những chuyện rất kỳ lạ họ không thể nói đó là gì Cuối cùng ngân hàng thử bán toàn bộ lâu đài y như thế, nhưng không tìm ra người mua. Nhân viên hãng bất động sản quyết định ở lại cả một đêm bên trong để chứng minh rằng những mối sợ hãi là do tưởng tượng. Nhưng đến 12 giờ khuya, ông ấy tháo chạy, khiếp sợ đến nỗi xuống vực hẻm bằng cách chạy bộ. Hannibal có vẻ thích thú. Peter khó khăn nuốt nước bọt, tiếp đi Hannibal nói còn hay hơn là mình mong nữa, những người khác có thử ở qua đêm ở lâu đài. Đặc biệt có một cô diễn viên quèn muốn tự quảng cáo cho mình. Cô đã trở ra ngoài trước 12 giờ khuya, răng cô đánh lập cập đến nỗi cô hầu như không nói chuyện được. Tuy nhiên cô ấp úng được vài câu nói về một con ma xanh và về sương mù kinh hoàng. Chỉ có thế thôi à, Peter hỏi có thể còn có những kỵ sĩ không đầu những con ma với dây xích kêu cọt kẹt những nếu cậu không ngắt lời suốt bọn mình sẽ kết thúc sớm hơn hannibal nhận xét còn gì nữa không hả bốp còn vài sự cố đại loại như vậy một gia đình năm người được ngân hàng tặng cho một năm thuê nhà miễn phí đã biến mất ngay từ đêm đầu tiên v v người ta có thấy những hiện tượng nào đó như thở dài kêu rên tiếng ủn ỉn bóng ma không hannibal hỏi lúc đầu thì không sau đó thì có nhiều kêu rên không cấu âm rõ một bóng tối mờ mờ bước lên cầu thang đôi khi có tiếng thở dài thỉnh thoảng từ tầng hầm có tiếng la nhỏ nhiều người đã nghe thấy tiếng nhạc dường như phát ra từ cây đàn óc của lâu đài một số người có thấy một bóng hình không rõ màu xanh đang cúi mình xuống cây đàn đó là con ma nhạc sĩ mà người ta đặt tên là ma xanh, chắc là phải có điều tra khoa học chứ, có hai nhà bác học đến nhưng học chẳng nghe chẳng thấy được gì. Chỉ có điều là họ cảm thấy sợ hãi, khó chịu và lo sợ. Sau khi họ đi, ngân hàng từ bỏ không bán lâu đài và chỉ chắn ngang con đường dẫn đến lâu đài. Từ 20 năm nay, không có một ai đến ở trọn một đêm bên trong. Theo một bài báo mà mình đã đọc, những kẻ lang thang có thử dọn đến đó ở, nhưng họ bỏ đi nhanh hơn là họ đến và họ đã đồn đi những chuyện về chỗ đó đến nỗi không một kẻ lang thang nào khác dám đến. Những năm gần đây, người ta không còn nói đến lâu đài kinh hoàng nữa. Theo mình biết lâu đài vẫn trống không và ngân hàng không bán được nó. Không ai đến đó vì không có lý do để đến đó. Người ta nghĩ đúng, Peter nhận xét cậu có cho mình một triệu mình cũng không đến, mình không cho cậu mà cậu vẫn phải đến đó Hannibal đáp. Tối nay, cả ba chúng ta sẽ mang máy ảnh và máy ghi âm đến đó giám sát. Ta sẽ kiểm tra xem lâu đài vẫn còn ma không và ta sẽ thu thập được thông tin dùng làm cơ sở cho những cuộc thăm dò về sau. Mình hy vọng những hiện tượng ấy hoàn toàn có thật và quang cảnh sẽ phù hợp với bộ phim sắp tới của ông Hitchcock. Chương 4 chuyến thám hiểm đến lâu đài. Nghe chọn bộ tại mê audio com Sau đó Hannibal chăm chú đọc lại mọi ghi chép mà Bob đã lấy từ thư viện về và ấn định giờ khởi hành. Peter tuyên bố thả mình bị treo cổ còn hơn là phải đến lâu đài kinh hoàng, nhưng đến giờ quy định cậu cũng sẵn sàng. Cậu mặc quần áo cũ gần như không dùng được nữa và mang theo máy ghi âm sách tay mà cậu đã đổi với một bạn học bù bộ siêu tập tem. Bob có một quyển sổ tay với những cây bút chì chuốt nhọn, Hannibal có máy ảnh kèm theo đèn flash. Cha mẹ các cậu đã cho phép một chuyến đi dạo ban đêm, vì biết rằng Warrington nổi tiếng là nghiêm túc, cũng cùng tham gia. Đến lúc khởi hành, Hannibal chỉ một bản đồ vùng cho tài xế, đi vực hẻm đen. Được thưa cậu Hannibal bộ đèn pha lỗi thời nhưng mạnh, đâm thủng màn đêm, chiếc râu chạy vào con đường ngoằn ngoèo dẫn lên núi, chỉ thị cuối cùng Hannibal tuyên bố. Chuyến tham quan này chỉ có mục đích là giám sát nhanh địa điểm. Tuy nhiên nếu thấy bất kỳ điều gì lạ, mình sẽ chụp hình, còn nếu nghe tiếng động, Peter sẽ ghi âm lại, yên tâm, Peter nói mỉa, chương nam, ớn lạnh, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com, cậu nghe không, Peter la lên con ma bảo ta cút đi không lẽ cậu bắt nó phải nói lại lần nữa hannibal nắm lấy tay bạn khoan đã thế là giọng nói lặp lại khoan đã đúng y như mình nghĩ tiếng vang hannibal nói khẽ cậu có thấy là căn phòng này rất cao và lại hình tròn nữa tường tròn phản chiếu lại âm thanh phòng này đã được ông terry xây với mục đích ấy nó tên là phòng tiếng vang mình nói đùa peter trả lời và nghe giọng nói của phòng tiếng vang nói theo ngay từ đầu mình đã biết đó là tiếng vang và để chứng tỏ cậu phá lên cười ngay tức khắc căn phòng vang đầy tiếng cười kỳ lạ ha 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 hô 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 dường như chính các bức tường cũng cười sự hòa âm kết thúc bằng tiếng khúc khích siêu hạ giới mình đã phát động nên tất cả cái đó à peter thì thầm đúng nhưng mình van cậu cậu đừng làm nữa có đổi lấy tất cả vàng trên thế giới mình cũng không làm nữa đi hướng này ta có thể yên tâm nói chuyện hannibal kéo bạn sang một bên tiếng vang chỉ trả lời nếu ta đứng đúng ngay chính giữa phòng mình định kiểm tra xem hiện tượng